Quang Quân xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển nghiệp sự linh diệu của Phật Pháp. Thưa quý vị, sinh sống và làm việc ở nước ngoài là mong muốn và ước muốn của rất nhiều người. Thế nhưng, trong thực tế, những khó khăn về công việc, về môi trường làm việc hay bị cấp trên và đồng nghiệp chèn ép đã khiến ước mơ đó của rất nhiều người đi vào trong dĩ vãng. Đó là câu chuyện mà Phật tử Phạm Tiến Thức đang sinh sống và làm việc tại đất nước Nhật Bản sẽ chia sẻ với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và nhờ có Phật Pháp mà Phật tử Thức đã có sự chuyển hóa vi diệu trong công việc khi tìm được một công việc mới phù hợp với sức khỏe, môi trường và đồng nghiệp. Và trước khi chúng ta chia sẻ, lắng nghe lời chia sẻ câu chuyện của Phật tử Thức, chúng ta sẽ cùng chào đón vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Đó là Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, người sẽ đồng hành và chỉ dạy với chúng ta trong chương trình. Con xin kính chào Sư Phụ. Con xin tri ân Sư Phụ đã sắp xếp thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng con. Và bây giờ con xin mời Sư Phụ cũng như quý vị khán giả sẽ lắng nghe câu chuyện chia sẻ của Phật tử Phạm Tiến Thức đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản ạ. Và xin mời Phật tử Phạm Tiến Thức sẽ chia sẻ câu chuyện của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch tên Sư Phụ, kính thưa các đạo hữu. Con tên là Phạm Tiến Thức, pháp danh là Phúc Thịnh, hiện đang làm việc ở Chiba, Nhật Bản, và hiện đang là Phật tử dự thính ở trong Phật tử xá xứ Nhật, Chùa Ba Vàng. Trước khi sang Nhật thì công việc của con ở Việt Nam là kỹ sư xây dựng cầu đường, và công việc thường xuyên phải xa nhà, chủ yếu là phải làm ở trên các vùng miền núi, nhưng mà lương cũng chỉ được khoảng tầm 5 đến 6 triệu một tháng. Và hơn nữa thì cũng phải uống được bia rượu thì mới có thể giao lưu được với mọi người. Mà tính con thì hướng nội và không uống rượu bia nên cũng bị cô lập và chèn ép ở trong công việc. Thì trong 3 năm du chuyển đến 4 công ty nhưng mà tình trạng như vậy cũng vẫn cứ lặp lại. Công việc bế tắc nên con cũng quyết định sang Nhật để tìm một con đường riêng. Với hy vọng đến một đất nước văn minh như Nhật Bản thì mọi việc nó sẽ theo cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Thì sau đó thì cuối năm 2017 thì con cũng có sang Nhật. Thì đến hiện tại thì con đã ở Nhật được 4 năm. Và khi sang Nhật thì công việc của con cũng vẫn rất là khó khăn. Vẫn bị chèn ép, nhưng mà nhờ tu học Phật Pháp thì vẫn được tham gia đạo tràng Phật tử xá xứ thì con cũng có những cái chuyển hóa rất là tích cực. Thì sau đấy con cũng xin chia sẻ câu chuyện của bản thân. Là khi bắt đầu sang Nhật thì con cũng với tâm thế là làm lại cuộc đời, với rất là nhiều cái hy vọng, hoài bão, muốn bắt đầu lại mọi thứ từ đấy, nhưng mà bị dập nhiều đến nỗi mà nhiều khi tưởng chừng mà con cũng không thể vượt lên được. Hàng loạt khó khăn thì cứ ở trong công việc cứ đến với con. Thì trước khi sang thì cái bên môi giới công việc cũng mô tả công việc với các cái hình ảnh mà tại nơi lao động bình thường đơn giản, nhưng mà khi sang thì hoàn toàn khác. Con cảm giác lúc đó như kiểu mà bị lừa, thực sự là với cái visa lao động đóng gói công nghiệp, nhưng mà khi sang thì thực chất thì công việc của con là bốc phạt, rất là nặng nhọc, nó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân con. Thì những ngày đầu mà đi làm ấy thì là người Nhật cho con ra cảng bốc hàng, bốc thuyền gạo, bốc đến 7-8 tấn trong vòng 3 ngày. Lúc đó thì mệt mà không thể tưởng tượng được. Mà lúc đó thì con cũng có suy nghĩ là Nhật Bản là một đất nước tiến tiến mà sao dùng sức người ghế đến như vậy. Lúc đó con cũng có tư tưởng là muốn về nước ngay lập tức thôi. Mà cái công việc mà thường Nhật ở công ty của con ấy là một ngày hai người bốc đến 70-80 tấn hàng. Mà cái đó là thức ăn gia súc, và cũng có khi là lên đến 100 tấn. Hơn 100 tấn thì cũng là chuyện bình thường. Con cũng thường xuyên phải làm ở trong cái điều kiện mà bụi bẩn, đến nỗi mà hai người làm cạnh nhau mà cũng không thể nhìn thấy mặt nhau vì quá bụi, phải đeo những cái mặt nạ nó phòng độc nữa, phòng bụi. Mà lúc nào thì người của con cũng nhám nhuộc, mà khi nào cũng nhếch nhác, và người khi nào cũng bẩn thỉu. Khẩu trang một ngày con thay không biết bao nhiêu lần, mà mới đeo xong thì nó lại chuyển màu đen của bụi bẩn rất là nhanh.
Nhưng mà điều kinh khủng thì nó còn đến vào mùa hè. Thì cũng là những cái công việc đó mà với cái điều kiện là làm trong thùng container mà mặt trời chiếu vào mà nhiều khi cái nhiệt độ thì nó lên vào 40 đến hơn 40 độ C. Còn bốc hàng mà một ngày thay không biết bao nhiêu là cái áo mà làm được một lúc thì áo nó ướt sũng. Cái công việc khác nữa cũng rất là vất vả, như là công ty con có cắt bột cá một báo đó là 50 cân, mà một ngày cao điểm hai người cắt là phải đến 120 tấn, mà cái bột cá thì cũng rất là tanh. Khi về nhà mà dù quán có tắm rửa thế nào thì nó vẫn cứ cái mùi tanh của cá nó vẫn cứ ám vào người con, mà đến vài ba ngày sau nó mới hết được. Thì thực sự thì những cái ngày đầu thể lực của con cũng rất là yếu, tiếng Nhật thì cũng rất là kém, và người Nhật ở đó thì cũng cũng vì thế mà hay bắt nạt con, gây khó dễ con trong công việc. Thì thật sự là những ngày đầu đi làm về con rất là sợ, sáng mai phải thức dậy phải tiếp tục làm những cái công việc đó, và sợ thì đối mặt tất cả. Người Nhật ở đó thì không không bao giờ tạo điều kiện cho con làm thêm hay là làm những cái công việc gì mà dù sau đó con có thào cái việc đó đi nữa, thì chưa bao giờ mà con cảm thấy mà tuyệt vọng như vậy. Gần một năm con không liên lạc với ai cả, ngoài ngoài bố mẹ con và người yêu con ở Việt Nam. Lúc đó con cũng suy nghĩ rằng sao số mình sao lại khổ khổ đến như vậy, ở Việt Nam công việc cũng bế tắc như vậy mà sao sang bên này này công việc lại còn kinh khủng hơn. Đã có những cái khi mà quá vất vả mệt mỏi mà con cũng có gọi điện về trách bố mẹ ở Việt Nam, nhiều khi tuyệt vọng quá mà con muốn bỏ lại tất cả để về Việt Nam. Nhưng mà về về thì cái khoản nợ mà 200 triệu thì vay nợ lúc đi thì không biết khi nào thì mới trả được, mà về thì không biết là cái mà hướng đi tiếp theo của mình như thế nào. Nên con cũng tiếp tục cố gắng, con cũng nghĩ là nếu mà làm công việc này mà ở Việt Nam thì từ những cái ngày đầu thì con cũng bỏ từ lâu rồi, nhưng mà ở bên Nhật này thì con giờ không còn đường lui nữa. Thì cũng có những người mà sang Nhật cùng con mà vì quá vất vả mà đã bỏ trốn ra ngoài, và cũng có những người mà may mắn hơn con thì cũng đã được chuyển công ty khác, cũng điều kiện cũng tốt hơn. Sau khi mà hết 3 năm hết hạn thực tập sinh thì chưa về nước được, nên con cũng ký lại hợp đồng thêm 2 năm, và với đề xuất là chuyển công ty khác thì công ty lúc đó cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng mà khi con đặt bút ký xong thì công ty cứ để nguyên như vậy không giải quyết. Mà đến tháng 5 con có hỏi lại thì công ty có bảo là phải đợi thực tập sinh ở Việt Nam sang thay chỗ của con làm thì con mới chuyển đến được chỗ khác. Nhưng mà thực tế thì tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, ở Nhật Bản cũng rất là căng, mà đến hiện tại bây giờ con ngồi đây chia sẻ thì các bạn thực tập sinh ở đó cũng vẫn chưa có thể sang được. Lúc đó con cũng xác định là chắc là làm nốt 1,5 năm ở đấy rồi mình cũng sẽ về thôi. Và cái hồi đó thì con chưa tham gia đạo tràng, thì nhân duyên mà con biết đến đạo tràng Phật tử xá xứ thì cũng từ người yêu con ở Việt Nam, nó có chia sẻ cho con là cái bài pháp là cậu bé mặt ngựa, nên từ đó con biết đến chùa Ba Vàng, biết đến sư phụ. Từ đó thì con bắt đầu tìm nghe những cái bài pháp của sư phụ trên YouTube, và con nghe pháp của sư phụ rất nhiều. Từ năm 2019 con tải những cái bài pháp của sư phụ về điện thoại, các bài giảng về đạo hiếu, về nhân quả luân hồi, về các cái vấn đề ở trong cuộc sống hàng ngày mà con thích nghe lắm, đến nỗi mà con tải về điện thoại mà khi nào rảnh là con nghe. Từ khi mà nghe được sư phụ giảng thì con mới biết thế nào là nhân quả luân hồi, biết được nghiệp báo mà không có cái số phận mà định sẵn cho mình. Thì hiện tại mà chính mình gieo những cái nhân mà bất thiện, những cái ác nghiệp ở trong cái tiền kiếp thì
đến hiện tại thì con phải gánh chịu những cái quả nghiệp đó. Cho dù mà ở Việt Nam hay là con sang Nhật Bản hay là con có sang bất kỳ một cái nước khác nữa một văn minh hơn thì cái nghiệp đó thì vẫn cứ theo con không thể rời được. Nếu mà con không tu tập, không sửa đổi thân tâm thì trước kia thì khi chưa nghe pháp của sư phụ thì con cũng theo tà kiến, khi đó thì con cũng đi đền, đi chùa, quỳ lại khấn vãi, tham cầu nhiều điều trong công việc, sức khỏe, cuộc sống, tham cầu nhiều nhưng mà lúc đó thì cũng không biết là phải phải tu sửa thân tâm, phải tu học Phật pháp thì mới có thể gọi là chuyển được nghiệp. Hơn 2 năm nghe pháp của sư phụ thì vì không thể về được chùa nên tháng 6 năm 2021 trong lòng con thôi thúc một cái ý nguyện là khi về nước ấy là con sẽ ra chùa Ba Vàng để quy tam bảo. Thì cái lúc đó không về được thì con cũng có người gửi câu hỏi lên ban truyền thống của chùa Ba Vàng thì cũng được sự phản hồi là có thể quy tam bảo từ xa. Con cũng xin hỏi cái cách cúng dường tam bảo thì cũng được phản hồi là có số tài khoản của chùa. Thì cái ngày 6 tháng 6 năm 2021 thì con cũng phát nguyện cúng dường tam bảo và quy tam bảo trong cùng một ngày. Thì hơn thế nữa thì con còn được là ban truyền thống là giới thiệu vào đạo tràng Phật tử xá sử Nhật Bản để tham gia vào đạo tràng, tham gia sinh hoạt. Thì con chính thức tham gia vào đạo tràng Phật tử xá sử Nhật Bản là ngày 16 tháng 6. Từ cái nhân duyên ấy mà nghiệp công việc của con thì cũng chuyển hóa thì cũng rất là vi diệu. Vì khi vào đạo tràng thì cũng trùng với cái đợt mà sư phụ chứng minh ra mắt năm đạo tràng Phật tử xá sử. Thì 7 ngày hôm sau thì có tiếng viên Phật Bồ Đề Tâm mà con cũng có nghe được đạo hữu ở trong đạo tràng cũng có chia sẻ. Thì là chương trình Phật Bồ Đề Tâm là một năm chỉ có một lần và rất là lợi ích. Thì nên con cũng đã xin công ty nghỉ nghỉ làm một hôm để thỏa một ngày một đêm tu bạc quan trai của chùa. Thì ngày hôm đó thì cũng là vào ngày thứ tư, thì cái ngày hôm đó thì con là lần đầu tiên con được tu bạc quan trai của chùa và con cũng được tham gia rất là nhiều thời khóa tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền và đặc biệt thì cũng được nghe sư phụ giảng pháp, hiểu về tấm bồ đề nên con cũng học đòi theo chữ Phật, cũng dụng mạnh phát nguyện theo. Thì con cũng có xả được một ít gọi là sân hận, cũng gọi là xả được những cái mà tham cầu trước trước đây ở trong cuộc sống. Thì khi đó thì công việc của con thì cũng rất là rối, thì gần như là không có cái hy vọng nào mà con có thể chuyển được việc. Mặc dù mà 3 năm sức chịu đựng của con cũng đã tăng lên, nhưng mà làm việc ở trong cái môi trường đó thì chưa bao giờ khiến mà con được thoải mái hay dễ chịu. Chỉ là nhờ tu học Phật pháp, được nghe những cái bài pháp của sư phụ thì là con mới không oán trách cái số phận của mình nữa, mà tự xoáy vào bên trong đi nhìn lại cái bản thân của mình là mình đã gây ra những cái ác nghiệp gì. Thì cuộc sống hiện tại của mình nó mới gặp những cái điều mà điều trắc trở, những cái điều mà mình không mong muốn ở trong cuộc sống. Vậy Nhưng mà cũng thật là rất là vi diệu, thì chỉ sau mà tầm 3 ngày sau chương trình Phát Bồ Đề Tâm thì tự dưng là có người ở công ty hỏi con thu xếp đồ đạc lên cái chỗ làm mới. Thật sự là lúc đó con không tin đó là sự thật, vì trước đó là công ty luôn lấy lý do là phải người mà người thực tập sinh ở Việt Nam quá thì mới có thể chuyển việc được, nhưng mà hiện tại họ vẫn chưa qua được. Thì chính vì vậy mà con cũng tin đây là cái nhờ cái nhân lành con quy tam bảo, cả Phật cúng dường tam bảo và tham gia chương trình Phát Bồ Đề Tâm. Thì mặc dù lúc đó con cũng không có cái mưu cầu về chuyển công việc, nhưng mà nhờ cái nhân lành đó mà con đã chuyển được nghiệp. Thì con cũng rất tin vào tu tập Phật pháp là có thể chuyển được nghiệp và thay đổi cái thân tâm của mình. Thì hiện tại cái công việc mới của con ấy là đóng gói linh kiện điện tử ở trong cái nhà xưởng. Thì công việc ở đó thì nó ở trong hoàn toàn ở trong xưởng nên không ảnh hưởng mưa hay là nắng ở bên ngoài, mà công việc thì cũng phù hợp với cái sức lực của con, cũng không vất vả như trước nữa. Và hơn nữa thì cái môi trường ở đó cũng sạch sẽ,
không bụi bẩn như được. Và cái người Nhật ở đó thì cũng rất là hiền, hiền lành và hòa đồng, nó cũng không chen ép còn trong công việc. Mà có một cái anh quản lý người Nhật thì trường cũng hay chen ép người Việt Nam, với lại là mọi người ở trong công ty thì làm với người đó cũng rất là khó chịu. Nhưng mà con chỉ làm cùng 1 2 tháng nên cái anh đó cũng chuyển vào làm cả đêm nên cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà điều mà khiến con hạnh phúc và cảm động hơn là chính là cái môi trường mà sinh hoạt ở trong đào tràng. Thì thật sự là những cái ngày mà con mới vào đào tràng thì thật sự là mọi thứ đều rất là mới mẻ, nhưng mà được mọi người mà quan tâm sách tận, hỏi mà hỏi han nhau những cái lúc mà khó khăn, những cái lúc mà con chưa hiểu những cái vấn đề ở trong cái tu học Phật pháp, thì là mọi người đều giúp đỡ con hết mình. Con cảm nhận được tấm mọi người đối đối với con thật sự là với cái tấm chân thật, không lừa dối. Thì không chỉ là những cái tạo trong những cái việc mà tụ tập ở trong đạo tràng, thì ở bên Nhật này cũng có nhiều người mà có kinh nghiệm ở cái lĩnh vực này lĩnh vực kia, thì cũng có thể gọi là chia sẻ hay là giúp đỡ các đạo hữu mới sang hay là kinh nghiệm cuộc sống còn ít. Thì ở Nhật Bản thì những năm gần đây thì trong cộng đồng người Việt cũng có nhiều vụ lừa đảo, trộm cắp, thậm chí giết hại lẫn nhau, mà chỉ những người Việt Nam cũng không dám tin, phải dè chừng. Nhưng mà khi tham gia vào đạo tràng thì con đã có một nơi mà có thể tin tưởng mọi người mà vô điều kiện, vì mọi người đến với nhau bằng cái tấm chân thật, từ sự giáo dưỡng đến sư phụ. Cũng có một cái nhân duyên nữa là vào cái hôm sinh nhật Phật tử xá xứ tròn 1 tuổi, thì ngày 25 tháng 12 vừa qua, thì con cũng cảm nhận được sư phụ chư tăng thì cũng đã rất là ưu ái Phật tử xá xứ chúng con, là khi đã tổ chức cho chúng con là một cái chương trình rất là lớn mà hoành tráng. Cái chương trình đó thì cũng đã tạo điều kiện cho những người con xá xứ bên Nhật này có điều kiện để gặp gỡ nhau. Thực sự là cái hôm đó là ở ngoài kia thì mọi người đang vui chơi Noel, nhưng mà những Phật tử chúng con thì cũng có một cái ngày lễ rất là lớn, là ngày lễ gọi là sinh nhật Phật tử xá xứ, rất là vui vẻ và ấm cúng. Thì là cái ngày hôm đó thì mỗi mỗi người chúng con là tuy chưa từng gặp nhau ở ngoài đời, mà chỉ là con ở trong đạo tràng thì mới chỉ là 4 tháng thì cũng chỉ mới gặp nhau bằng cái hình thức online ở trên Zoom. Nhưng mà khi Không gặp xa lạ nhau chúng con thật sự như kiểu một gia đình, thật sự rất là hạnh phúc. Chúng con không không cảm thấy một chút nào mà ngại ngần, mà không thể có một cái khoảng cách nào mà khi lần đầu gặp gỡ mọi người cùng cùng làm phần sự, cùng ăn uống, cùng đón chương trình sinh nhật Phật tử xá xứ, thì cũng rất là bởi cái tâm rất là hoan hỷ. Đến cả cái lúc mà về thì cũng không ai muốn là chia tay nữa, mà cũng mong muốn là sẽ được gặp mặt mọi người vào những cái lần tiếp theo. Thì cũng nhắc đến cái mà 25 tháng 12 thì cũng trùng với cái ngày mà con sang Nhật là 25 tháng 12 năm 2017. Con lần đầu tiên bước sang Nhật thì con cũng cảm thấy rất là cô độc, cảm thấy đơn độc, không có nơi nương tựa. Nhưng mà 25 tháng 12 năm 2021 thì thực sự con rất là hạnh phúc, khi ở bên cạnh mình là có rất nhiều đạo hữu tốt, có nơi tam bảo ở chùa Ba Vàng để nương tựa vào. Thì thực sự thì ở nơi mà xá xứ thì được nương tựa vào tam bảo, nương tựa vào sư phụ, nương tựa vào chư tăng, thì con cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Con xin được tri ân tam bảo, con xin được tri ân công đức của sư phụ cùng đại tăng ni chùa Ba Vàng, con xin tri ân công đức của cố chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa, và tùy hỷ công đức của các đạo hữu trong đạo tràng Phật tử xá xứ Nhật đã luôn sách tận giúp đỡ con tu học. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên sư phụ, vừa rồi là chúng ta được nghe câu chuyện về những khó khăn và quá trình chuyển nghiệp của Phật tử Phạm Tiến Thức đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Và bây giờ để hiểu hơn về câu chuyện và cũng như quá trình sinh hoạt tu tập của Phật tử Phạm Tiến Thức tại Nhật Bản, thì con xin mời trên sư phụ cũng như quý vị sẽ lắng nghe phần chia sẻ của Phật tử Vũ Thị Duyên, là đạo tràng trưởng của đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Bản. Xin mời phần chia sẻ của Phật tử Vũ Thị Duyên. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Con xin kính chào sư phụ cùng tất cả các quý đạo hữu đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Vũ Thị Duyên. Hiện con đang là đạo tràng trưởng của đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Chùa Ba Vàng ạ. Thì con xin được phép chia sẻ một chút về quá trình đạo tràng tiếp nhận và hướng dẫn cho đạo hữu Phạm Tiến Thức tu tập chuyển nghiệp của mình ạ. Con kính bạch sư phụ, khi mà con được tiếp nhận thông tin là đạo hữu Thức mong muốn vào đạo tràng để tu tập, thì ngay khi mà con đi làm về, con đã liên lạc với đạo hữu Thức để hỏi thăm tình hình cũng như trao đổi các vấn đề, và con có giới thiệu qua về đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Chùa Ba Vàng cho đạo hữu lắm được. Thì đạo hữu có mong muốn vào đạo tràng để tu tập. Thì khi mà vào đạo tràng tu tập, thì khi con tiếp nhận xong thì con đã đề xuất cho bên ban hướng dẫn của đạo tràng để chuyên tiếp nhận những thành viên mới vào đạo tràng để có thể sao sát, quan tâm cũng như là hỏi han các đạo hữu khi mà vào đạo tràng có vấn đề gì không, trong cuộc sống có vấn đề gì không ạ. Thì sau khi mà phân thành viên xong thì con vẫn bao quát được là con cũng được biết là đạo hữu công việc lúc đấy là vẫn còn rất là vất vả, bụi bặm, môi trường làm việc không được tốt. Thì chúng con cũng động viên là cố gắng, bởi vì bây giờ mới vào đạo tràng thì để cho đạo hữu làm quen dần với môi trường đạo tràng trước. Sau đó là chúng con mới bắt đầu là hướng dẫn đạo hữu tu tập bài 8 để chuyển hóa nghiệp. Thế nhưng mà có một điều rất là hy hữu, con cảm thấy rất là vi diệu xảy ra là khi chúng con trong quá trình là để gửi những bài pháp về tâm linh để cho đạo hữu lắm bắt được trước, thì mới bắt đầu tu tập chuyển hóa nghiệp. Thì đúng vào cái hôm vài hôm sau là có chương trình phát bồ đề tâm của sư phụ. Thì đạo hữu khi mà nghe đến phát bồ đề tâm vào tu bắt quan trai, mà trong khi đạo hữu lại mới vào đạo tràng như thế, đạo hữu sẵn sàng xin nghỉ công ty để tham gia để phát bồ đề tâm vào tu bắt quan trai. Thì con cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên và ôi đạo hữu mới vào mà tinh tấn thế. Thế là đạo hữu ngày hôm đấy, sau khi mà một ngày tu tập xong, thì 3 ngày hôm sau thì chúng con cũng nhận được thông tin là đạo hữu là có nhận được công ty tiếp nhận cái đề xuất là chuyển về chi nhánh khác. Thì chuyển về chi nhánh khác đúng như nguyện vọng mà đạo hữu đã đề xuất. Thì chúng con cảm thấy rất là hoan hỷ. Và khi mà về công ty thì chúng con được biết là chi nhánh mới đấy thì rất là phù hợp với đạo hữu. Thì con thiết nghĩ rằng là khi mà đạo hữu cũng chưa có tu bài 8 để chuyển hóa, thế nhưng mà đạo hữu đã có một cái tâm rất là tinh tấn khi mà tham gia các cái chương trình tu học của đạo tràng hướng dẫn trước đó, và cũng như là tham gia cái lễ pháp bồ đề tâm và tu tập bát quan trai giới. Chính vì cái tâm rất là chân thành, mong muốn và tinh tấn như thế thì phước báo tăng lên, thì cái công việc của đạo hữu cũng được chuyển theo mong cầu. Nên là khi mà đạo hữu có báo lên đạo tràng như vậy thì chúng con không những là ban cán sự chúng con mà các đạo hữu trong đạo tràng nghe thấy thông tin cũng rất là hoan hỉ và mừng cho đạo hữu. Đạo hữu cũng có chia sẻ là khi lúc mới vào đạo tràng thì nghe pháp của sư phụ rồi sắp xếp với công việc thì thời gian nó cũng khá là hạn hẹp. Thì đạo tràng cũng có động viên, hỏi thăm và chia sẻ với đạo hữu, thì đạo hữu cũng đã vững bước hơn. Đến bây giờ thì con cảm nhận là đạo hữu có lòng tin rất là sâu, vững chắc vào Tam Bảo cũng như trên sư phụ và chư Tăng. Bây giờ thì con kính bạch sư phụ là đạo hữu không chỉ là có mỗi tu học không, mà đạo hữu còn tham gia những phận sự rất là tinh tấn của trong nhóm dự thính nữa. Và con được biết một thông tin cũng rất là vui. Trong cái quá trình tu tập tại đạo tràng thì đạo hữu thấy đạo Phật thật là vi diệu. Chùa Ba Vàng là nơi tâm linh rất là linh thiêng như thế này. Mẹ của đạo hữu cũng theo tà kiến ạ. Thì đạo hữu hướng cho mẹ bỏ tà kiến và bây giờ đang tu tập chuyên nhất tại Chùa Ba Vàng của đạo tràng ở Việt Nam ạ. Thì khi mà đạo hữu chia sẻ thông tin này trong buổi họp Zoom với đạo tràng thì cả đạo tràng chúng con rất là hoan hỉ, bởi vì công đức như sư phụ đã hướng dẫn là báo hiếu cha mẹ tối thượng nhất vẫn là đưa cha mẹ vào trong biển Phật Pháp. Thì đạo hữu đã làm được cái việc này, chúng con rất là hoan hỉ. Qua đây thì con cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà nương trên ân đức của sư phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn của cô chủ nhiệm mà các đạo hữu trong đạo tràng cũng như chúng con có một nơi nương tựa rất là vững chắc để chúng con được tu tập. Anh chị em chỉ bảo lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau để chúng con có thể chuyển hóa được những cái nghiệp khổ ở nơi đất khách quê người. Thực sự là chúng con rất là cảm động, trong những buổi họp chúng con chia sẻ rất là cảm động. Chúng con rất là thành kính tri ân công đức trên sư phụ cùng chư Tăng Chùa Ba Vàng, và xin thành kính tri ân công đức của cô chủ nhiệm luôn đồng hành với chúng con. Dạ vâng, con kính thỉnh sư phụ bây giờ sẽ có những lời chỉ dạy cho Phật tử Phạm Tiến Thức cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình ạ.
Thì qua câu chuyện của Phật tử Phạm Tiến Thức này và trưởng đạo tràng Vũ Thị Duyên vừa mới nhận định ấy, thì sư phụ thấy thế này này. Thức đã nghe pháp của sư phụ từ trước, được người yêu hả? Người yêu ở nhà giới thiệu về sư phụ rồi nghe pháp sư phụ. Đấy là cái duyên lành rồi đấy con ạ. Đấy. Thì thưa với tất cả các Phật tử xa xứ Nhật Bản, thì đó là cái duyên rất lành. Và từ đó cho nên là khi mà Thức được giới thiệu vào đạo tràng là Thức bén duyên nhanh vì đã có duyên với sư phụ từ trước rồi. Và do đó con khi mà lại đúng duyên được phát tâm Bồ Đề nữa thì sư phụ tin rằng khi con chân thật phát tâm Bồ Đề như vậy thì cái nghiệp của con nó được chuyển và phước nó có tăng trưởng lên. Qua câu chuyện của Thức ấy, thì sư phụ nói các con này, tất cả cuộc sống của chúng ta hiện nay nó đều là cái báo nghiệp của chúng ta trong quá khứ nó báo lên. Ở đây quá khứ sư phụ nói là không phải quá khứ là chỉ kiếp trước đâu, mà ngay cả trong kiếp này nhé, tức là ngày hôm nay nó là kết quả của những ngày trước đó. Thế thì con phải biết là chúng ta chính là báo nghiệp, cái thân này gọi là thân tổng báo. Vậy thì thân chúng ta được thụ hưởng một cái cảnh giới thế nào? Thụ hưởng cảnh giới tức là cái môi trường sống của mình đấy con ạ. Những cái mình được thọ hưởng nó đều là nhân quả và nghiệp báo của mình. Đấy, thế nếu chúng ta chưa được những cái cảnh giới tốt, môi trường tốt, được thấy nghe những cái điều tốt đẹp nhiều thì biết rằng ác nghiệp của mình nó còn nặng. Các con phải nhận thức rất rõ cái điều này cho sư phụ, mà phước của mình còn rất ít. Thế cho nên ấy, khi mà chúng ta mà chân thật tu tập sám hối này, phát đại nguyện lớn ở đây là cái nguyện Bồ Đề, và quy y Tam Bảo, phát tâm làm phước, thực hành những cái sự tu tập, nhất là trong cái câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa của chúng ta, có cái hạnh tu lục hòa, thì nghiệp của các con nó sẽ chuyển, phước nó sẽ tăng. Và khi nghiệp chuyển thì mọi cái nó chuyển, cảnh nó cũng sẽ chuyển, thân tướng mình cũng sẽ chuyển nữa các con ạ. Đó, cho nên gọi là thân tâm và cảnh nó đều chuyển. Thế thì câu chuyện của Thức mà được trưởng đạo tràng Vũ Thị Duyên đã bạch lại sư phụ và đại chúng thì sư phụ cũng rất là hoan hỷ. Và các con như vậy các con cảm nhận được rằng chúng ta là gắn chặt với nghiệp duyên phước báu của mình. Cho nên ngày ngày mình phải tu tập, ngày ngày mình phải nghĩ thiện, làm thiện để cho cái phước của mình nó tăng. Nhé, các con nhớ không có cái gì ra ngoài nhân quả và cái nghiệp báo. Và chúng ta là chính báo. Các con luôn luôn nhớ, chính báo mà có tu tập, có chuyển hóa thì bắt buộc y báo nó phải chuyển. Cái người xấu ở bên cạnh mình mà mình tu tập thì người xấu đấy cũng phải chuyển. Một là người xấu đó chuyển thành người tốt. Hai là mình đủ duyên mình sẽ được chuyển sang cảnh mới. Đó, các con hiểu không? Ví dụ các con ở một cái đơn vị, một công ty nào mình thấy nó khổ quá, nó cảnh khổ quá, thì một là con tu tập thì chính cái cảnh duyên, cái công ty của con nó cũng sẽ chuyển hóa tốt lên. Đó, đấy là do con tu tập mà con tăng trưởng phước thì cái công ty đấy tự nhiên thay đổi, rồi lãnh đạo mới thay đổi, tự nhiên mình thấy nó tốt lên. Đấy là cái thứ nhất. Hai là nếu mà con tu tập á, mà phước của con lớn thì có thể con lại được đổi sang cảnh khác, như là bạn Thức này được chuyển cảnh. Các con hiểu không? Cũng giống như thế này này, mình tu con hiểu không? Nếu mà cái nghiệp súc sinh mình hết thì mình bỏ thân súc sinh mình tái sinh lên cõi người. Các con hiểu không nào? Thế còn nếu mà nghiệp súc sinh mà nó chưa hết thì có khi mình tu thì mình tự nhiên được ông chủ ông chăm sóc cho mình ăn tốt hơn, cho mình ăn cỏ tốt hơn, được đỡ đánh đập mình hơn. Các con hiểu không nào? Đó nhá. Thế thì đấy là tu là nó phải chuyển. Cho nên sư phụ muốn nói này để các con tin chắc cái sự tu tập của chúng ta và mình nương tựa vững chắc Tam Bảo thì chắc chắn mình sẽ được chuyển hóa. Các con phải tin chắc cái điều này. Sư phụ khẳng định điều này với tất cả các con nha. Sư phụ cũng xin chúc mừng cho Thức và chúc mừng cho trưởng đạo tràng nhé, đã có những cái thành viên rất là có duyên tinh tiến tu tập như này. Nhìn những anh em ở bên đó xa quê hương thì làm sao mà sách tấn nhau được. Mặc dù sư phụ biết ấy, cái việc người ta vào đạo tràng ấy thì người ta có thể nghĩ là rất là khó, con hiểu không? Hoặc là người ta chưa hiểu đạo tràng là cái gì.
người ta lại cứ tưởng có khi làm cái đạo gì đấy, có khi là lôi kéo mình vào làm cái điều gì sai trái tội lỗi, nghe không? Thế cho nên cái này là trách nhiệm của trưởng đạo tràng phải rất là khéo để hướng dẫn, để chia sẻ, để cho người ta hiểu được đạo tràng là một cái lớp tu, một cái tổ, một cái nhóm để tu tập, tu dưỡng mình được tốt lên và mình được khai mở trí tuệ và tăng trưởng công đức phước báo lên nhé. Đấy, để cho người ta thấy nó rất là bình thường, không người ta cứ lạ, người ta ngại nghe chữ đạo tràng ta cũng không hiểu. Đấy, thì sư phụ muốn nói hôm nay là nói với Duyên nghe trưởng đạo tràng, để cho con sẽ có những cái cách và các trưởng đạo tràng ở đây trong cái Zoom này để các con biết, để các con làm sao người thấy đạo tràng rất là gần gũi, nó chỉ là cái môi trường tu tập vào đấy để rèn luyện những con người muốn hoàn thiện mình, muốn được cho mình tốt đẹp và cho mọi người tốt đẹp, các con nhé. Dạ vâng, con xin thành kính tri ân những lời chỉ dạy rất ý nghĩa và thiết thực của sư phụ dành cho Phật tử Phạm Tiến Thức cũng như là quý vị khán giả cũng như chúng con. Và kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được nghe một câu chuyện rất xúc động từ Phật tử Phạm Tiến Thức đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Từ một con người với nơi đất khách quê người, chịu cảnh sự chèn ép của cấp trên và đồng nghiệp đến mức độ như là bế tắc, tuyệt vọng, tưởng chừng như không thể vực dậy. Nhưng nhờ có ánh sáng Phật Pháp mà Phật tử Thức đã có các sự tu tập và sự chuyển hóa trong công việc của mình, tìm được một công việc mới và phù hợp với sức khỏe, môi trường cũng như đồng nghiệp của mình. Và chúng ta lại được nghe những lời chỉ dạy của trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh dành cho chúng ta về sự tu tập, về sự chuyển hóa. Và cũng mong rằng qua sự chỉ dạy của sư phụ từ câu chuyện của Phật tử Phạm Tiến Thức mà mỗi chúng ta có thêm động lực, tinh tấn tu tập để chuyển hóa nghiệp của mình. Và như sư phụ có chỉ dạy, khi nghiệp chuyển thì mọi thứ cũng sẽ chuyển. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.